Xin chào tất cả cô chú anh chị nghe đến với kênh Cưa Cây Đồng Tháp. Hôm nay mấy anh em có mặt tại chợ Bình Tiên thuộc xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nha. Mấy anh em cưa cây vừa giữa hai cái nhà nè, cái dừa còn rất nhiều trái nhưng mà tại nó bị chuột nó ăn, nó rụng hoài nên chủ nhà mới đốn nha mọi người. Trái còn mắc kẹt trên, dừa sóc còn mắc kẹt trên. Dưới đây dừa nó rụng nè, nó nang nó rụng như nè, cho nên chủ nhà mới đốn nha mọi người. Trái nào nó cũng ăn, cho nên mình đang chuẩn bị đồ nghề nha. Nên mình khởi động máy nha, xuất phát nha mọi người. Anh nên máng không gian toàn giữa nha mọi người. Cây này chỗ ngã rất là chặt nha mọi người. Ra đây. Trái vừa sóc ha mọi người thấy không? Trái rất là nhiều nha mọi người, chuột ăn quá trời, chủ nhà tiếc quá, đốt mà tiếc lắm nha mọi người.
cây này anh mình cắt nó gọn, cho gọn, rất là gọn lại luôn nha. Mới lấy cái tàu hũ xuống được. Vừa dụng đụng đó lại dụng luôn. Gì sắp. Con chuột. Quá sẽ vừa sóc luôn. Ừ. Nó ăn đó mà thấy không, nó ăn không thấy. Một buồng á, một buồng là khoảng 4-5 trái, nó ăn bên đây còn 2 trái nữa kìa. Có con nó nhảy xuống rồi. Nhảy nó ở trong cái này nè. Nó nhảy xuống đây nè. Mà máy quay không kịp. Cái phần buồn hồi nãy là anh nên mình treo dây rồi, cho nên mình chịu dây nhưng mình không có quay mấy lúc nó được nha mọi người. Mình đang di chuyển lên phần trên ngọn nha. Chắc mới nhà luôn. Anh nên mà làm có dài dài móng làm rất là khỏe nha mọi người. Còn anh Duy mình làm thì nhìn đây rất là mệt. Anh Duy này leo không có dài, anh nên có dài làm cho nên khỏe hơn. Thank you.
Anh mình chuẩn bị cắt cái đọt á. Anh cắt cái đọt nghe mọi người.
Không gian dính nè. Anh mình sẽ cắt ra cái tàu hũ dừa cho chủ nhà nha. Mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Mọi người thấy hay cho mình một like, một đăng ký nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.